BB Trần, Ngọc Phước, Kê Kỳ, bạn tà thì chúng tôi giảm diễn. Mà anh biết không? Mang đúng người tưởng nhà anh chơi mà. Đi bị bệnh nặng lắm anh ơi. Đi là bị tim bẩm sinh. Còn anh Kê Kỳ là bị đứt lại là. Ủa gì vậy? Em nói dây kỳ mà. Quê hương là chung khế ngọt. Dạ, BB là còn bị tiền đình với lại rối loạn. Trộn trong mặt à, lo âu, rối loạn lưỡng cực. Còn KK là bị tâm thần phương vị. Cái này tai biến nha. Cái này tai biến nha. Cái này